với cái việc ứng dụng Systamin trong thời gian tới thì là các bác sĩ trẻ kinh nghiệm có thể là chưa được nhiều lắm, thì chúng ta hãy mạnh dạn có ứng dụng, chúng ta sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm để điều trị. Và đây chính là những cái bài học rất là quý giá, là những bác sĩ đi trước ứng dụng công nghệ này rồi, cũng như là sử dụng những cái sản phẩm này rồi, thì mình chỉ có một cái lời khuyên với các bác sĩ da liễu trẻ, đấy là gì? Thứ nhất, hãy nói với bệnh nhân kiên định, kiên trì và theo cái liệu trình điều trị. Thứ hai là sản phẩm Systamin là một sản phẩm, dù là khi mới sử dụng lên trên bề mặt da, nó có thể là có những cái biểu hiện của châm chích, kích ứng, nhưng đấy là do hoạt chất. Và khi chúng ta sử dụng thuốc bôi thoa để làm dịu da, làm đều màu da, hoặc là chúng ta sử dụng những công nghệ tránh nắng khác, thì cái hiệu quả điều trị của nó sẽ rất là cao. Vì vậy, cái sản phẩm này nó không gây độc cho tế bào, nó lại có thể không phụ thuộc vào cái thời gian điều trị, nên là chúng ta cứ mạnh dạn ứng dụng công nghệ Nano Sintra này vào trong cái điều trị nám da. Với cái sự kiện ngày hôm nay diễn ra ở một cái khách sạn rất là sang trọng, lịch sự, và tập trung thường là các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Và những bác sĩ chuyên khoa da liễu này thì ít nhiều kinh nghiệm cũng đã có. Đây là một cái buổi chia sẻ kinh nghiệm điều trị cũng như là chia sẻ về cái sản phẩm. Đây là một cái trong những cái mô hình nó cũng khá là mới ở Việt Nam. Bởi vì trước đây ấy thì là khi sử dụng giới thiệu một sản phẩm nào đó thì thường là sử dụng đến công nghệ và sử dụng về cái những cái bài liên quan đến lý thuyết. Nhưng đây là một trong những cái buổi chia sẻ kinh nghiệm từ các bác sĩ với các lĩnh vực cũng như là các kinh nghiệm điều trị khác nhau, để cho thấy rằng là gì, cái công nghệ này đã được ứng dụng bởi các bác sĩ. Và khi ứng dụng bởi các bác sĩ như thế này, có thể có những phương pháp điều trị, có những kết hợp các công nghệ, thì nó đều có thể cho thấy rằng cái hiệu quả của nó mà không phụ thuộc vào bất cứ một cái yếu tố bản lề nào cả. Nó không mang cái tính chất gọi là hàn lâm, mà nó thoải mái, rộng rãi. Nó có thể áp dụng cho bất cứ một cái trường hợp nào mà chúng ta có thể rằng những cái vấn đề sắc tố có thể ứng dụng với Nano Sintra, thì chúng ta hãy mạnh dạn. Và đây cũng chính là một cái buổi mà để cho các bác sĩ nâng cao được cái kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm trong điều trị.